Đây là chuỗi tiết mục đặc biệt Con trẻ cần có người thầy tốt Mọi lúc mọi nơi đều là học vấn Kính chào thầy ạ à. Xin chào mọi người Ở trong quá trình dạy dỗ con trẻ nên người Chúng ta phát hiện một vấn đề rất quan trọng nên trong tiết mục này chúng tôi nhất định cần nhắc nhở các thầy cô và phụ huynh tôi xin nêu lên một thí dụ như ở trường học hoặc là ở nhà trẻ thường có những cử chỉ hành vi thiếu suy nghĩ và quan sát tường tận thí dụ khi trẻ đang đứng nói chuyện vẫn còn chưa mở miệng nói thì tôi đã bảo với nó là con xem con có vấn đề gì hay không nó hả một tiếng sao chưa mở miệng nói mà lại có vấn đề rồi tôi nói con hãy thử suy nghĩ xem nó nhìn tôi nghĩ ngợi một lúc xung quanh có các học sinh khác tôi bảo các con đến đây xem bạn này lúc nãy muốn nói chuyện với thầy xem bạn ấy có vấn đề gì các bạn học sinh dây quanh ở đó Nhìn ngang nhìn dọc cũng nghĩ không ra Lúc này Khoan hãy bảo ngay cho chúng biết Để cho bọn chúng suy nghĩ một lúc Khi ấn tượng sâu sắc rồi Đặc biệt nếu là chính mình nghĩ ra Thì ấn tượng càng sâu hơn Quả thật chúng nghĩ không ra Tôi liền nói với chúng Bởi vì chúng chẳng có ấn tượng gì Tôi nói Các con xem Bạn này đang đứng ở chỗ nào vậy Bọn trẻ vừa nhìn thì ồ lên Bạn ấy một chân ở ngoài cửa Một chân ở trong cửa Có khi chân còn đạp lên ngạch cửa Tôi nói các con xem Bạn ấy đứng trắng ở cửa như vậy Điều này không được rồi Đứng ở chỗ ngạch cửa Mà chân trong chân ngoài như vậy Việc này không được rồi Đó là gì? Không ra dáng con người Bạn xem chỉ có con chó con mèo mới như vậy Con người không được làm như vậy Cho nên những việc như thế này Các cô tướng chân rất là nhỏ nhặt Nhưng điều thuộc về lỗi lầm những lỗi này ở đây một ít ở kia một ít tích lũy lại thì con người này sẽ là một người đầy lỗi rồi những điều nhỏ nhặt này là do đâu giữa bạn học với nhau rất khó nhắc nhở nhau bạn đừng kỳ vọng lớn nhau bản thân họ cũng chẳng câu về tiểu tiết họ ít có thói quen như vậy nên làm sao đây chúng ta thấy hiện nay khắp nơi đều có gắn camera theo dõi Thầy cô và phụ huynh Các vị trưởng bối Nên đảm nhiệm vai trò của những chiếc camera này Lúc nào cũng phải quan sát Nếu nhìn thấy lỗi thì lập tức bảo cho trẻ biết Đồng thời cần phải giảng dạy Giảng dạy điều gì Giảng nói điều này trái ngược với câu nào Phần nào trong kinh điển Tôi nhớ có một lần có một phụ huynh lái xe hơi chở đứa con dừng ở bên đường lúc xuống xe thì phụ huynh đó vội vàng bước xuống đứa trẻ đó kêu ba nó dừng lại và nói với ba nó là ba ơi ba ơi ba sai rồi đứa bé đó vui vẻ bảo là ba nó đã phạm lỗi ba của nó hỏi là sai chỗ nào đứa bé chỉ vào cái vô lăng người cha lúc xuống xe thì để vô lăng bị nghiêng nên bánh xe cũng nghiêng theo Người cha sau khi nghe như vậy Ồ phải rồi Con tin ý thật Quả đúng là như vậy Người cha lập tức đậu xe lại cho ngay ngắn Sau đó ông nói quả thật đậu như vậy sẽ không tốt cho chiếc xe Con nhìn ra được cái lỗi này là ai dạy con vậy Vậy là thầy cô ở trường văn hóa truyền thống đã dạy con Đạo lý gì vậy Bạn xem đứa trẻ này đã báo cáo với cha của nó Cha ơi điều này đã trái với quy tắc các cô đón xem là điều nào trong đệ tử quy vậy? Tuy có gấp xếp ngay ngắn đúng là câu này. Còn câu nào nữa mũ phải ngay nút phải gài mũ phải ngay nút phải gài là câu nói trong đệ tử quy. Câu này đã giúp trẻ tập thành thói quen là đồ vật nào cũng phải đặt cho ngay ngắn. Dựa vào câu nào để dạy vậy? Mũ phải ngay nút phải gài vớ và giày mang chỉnh tề. Tuy có gấp xếp ngay ngắn điều này đã trở thành thói quen của chúng nên khi chúng nhìn thấy bánh xe nghiêng sang một bên thì nhanh chóng gọi cha quay lại chỗ này không ngay ạ à. các cô xem chính là câu nói thường ngày của các cô dây để chưa ngay sách chưa đặt ngay kìa quần áo chưa gài đàng hoàng kìa cô xem chúng ta tập thành thói quen đó cho nên đứa trẻ này sau khi lớn lên thì sẽ không giống như người khác cha của nó thật sự rơi nước mắt ông nói sao con tôi lại biết việc này chứ Thông qua câu mũ phải ngay trong đề tứ quy Từ việc phải đội mũ cho ngay Nó biết bánh xe cũng phải dựng cho ngay Nút phải gài chính là bộ dạng chính tệ Bạn xem nó có thể áp dụng vào trong cuộc sống Điều này là một gợi mở rất lớn cho chúng ta Cho nên khoa học ngày nay của chúng ta nói gì điều gì Làm thế nào để trẻ áp dụng được đề tứ quy vào trong cuộc sống Trở thành một bộ đệ tử quy sống động Sư phụ ngài nói Vậy thì trở thành báo vật rồi chính là một pháp bảo sống động đi đến nơi đâu cũng là học vi nhân sư hành vi thế phạm là tấm gương cho mọi người như vậy là giáo dục thành công rồi tiết mục hôm nay của chúng ta sẽ nói về làm thế nào giáo dục thành công dạy trẻ nên người tiết mục hôm nay của chúng ta xoay quanh bốn chữ đó là tùy cơ dạy học người làm giáo viên phải giống như một chiếc radar radar quan sát sự vật thì giáo viên cũng như chiếc radar Luôn phát hiện ra những vấn đề trên người của trẻ Nói cách khác Lúc nào cũng có phản ứng Dạ đúng ạ à, Phải có phản ứng Ví dụ vừa nãy thầy nói Đứa trẻ đó đi đường Đi siêu dẹo Hiện nay gạch lót nền rất là trơn láng Nó thích đi lê dép xuống nền Đó chính là biểu hiện của sự giải đãi Lúc đó phải bảo nó dừng lại Con đi kiểu gì vậy Nó không phản ứng ngay được Con xem chân của con đi trên nền nhà kiểu gì vậy nó nói con đi lê dép à Đi lê dép Thì con quay lại đi lần nữa xem Nó đi như thế nào Dạ bắt nó đi lại từ đầu Chúng con thường gặp tình trạng như vậy Thí dụ như trẻ đi xuống cầu thang Mà không chịu nắm tay nhau Không đi về bên phải Hoặc là xuống cầu thang Mà mắt nhìn đông ngó tay Hoặc là chạy nhảy xuống lầu Không an toàn Lúc đó tất cả đội ngũ đều phải đứng lại Đằng sau quay Quay lại vị trí xuất phát ở trên lầu Đi xuống lầu một lần nữa Còn một đứa trẻ như vậy là phải quay lại đúng không Đều phải quay lại à Vấn đề nằm ở đâu Thứ nhất bồi dưỡng cho trẻ ý thức tập thể Ý thức đối với người khác Hiện nay trẻ thông thường không nghĩ đến người khác Như vậy không được vì sao vậy? Cô xem trẻ còn nhỏ, tay nắm tay Nếu một đứa bị ngã thì mọi người đều bị ảnh hưởng Những người phía sau sẽ bị ngã lăn theo cho nên bạn phải biết Chỉ cần một người không giữ quy củ Thì sẽ ảnh hưởng đến người khác Phải dạy trẻ điều này Thứ hai dạy cho trẻ rằng Nếu có bạn học chạy nhảy xuống cầu thang Chúng ta ở xung quanh Vì sao không nhắc nhở bạn Vì sao không tận đạo nghĩa bạn bè Đã sai rồi Cho nên tất cả phải quay về đi lại từ đầu Phải thường đem đạo lý này nói cho chúng biết Các cô xem cách giáo dục này Việc đi xuống cầu thang cũng cần phải học Phải dạy những việc này đều rất là nhỏ cho nên rất nhiều phụ huynh hoặc là giáo viên cũng sơ sót cho rằng những việc này không quan trọng hoặc là không chú ý đến nhưng trên thực tế thì những chi tiết nhỏ này thấy đều thể hiện ra trạng thái tâm lý của chúng bằng vậy chúng phải nghiêm cẩn đối với tất cả trẻ phải biết cần phải cẩn thận phải nghiêm túc làm việc cẩn thận đi đường nếu những việc nhỏ bạn không yêu cầu chúng thì tâm của chúng vẫn chưa nhận thức được thế nào là nghiêm cẩn điều này yêu cầu bạn phải không ngừng nhắc nhở trẻ chú ý đến những chi tiết nhỏ giáo viên phải giúp trẻ thể hội sâu sắc đạo lý về những quy củ quy định sau đó ghi nhớ nằm lòng đến lúc gặp đủ loại tình huống đủ mọi cảnh giới thì trẻ sẽ có phản ứng sẽ biết được hành vi này Cần chỉnh sửa lại Làm như vậy là sai rồi Nếu như các cô Làm giáo viên Làm phụ huynh mà cảm thấy rất khó Thì tôi xin nói với mọi người là Việc này không khó Một người tập thành thói quen rồi Việc này quan trọng Dưỡng thành thói quen là rất quan trọng Thí dụ như Cầm cái tách này lên uống trà Khi tôi ở bên cạnh sư phụ Đã chú ý quan sát sau khi Ngài uống nước xong Nhẹ nhàng đặt cái tách này xuống Luôn là như vậy Sư phụ lần nào cũng làm như vậy Không phải vì tuổi tác cao Khi Ngài 87 tuổi Thì cũng là động tác như vậy Khi Ngài 88 tuổi vẫn là phong cách đó Luôn luôn là như vậy Nói lên điều gì vậy Đã thành thói quen rồi Trên bàn một giọt nước cũng không có Khi chúng tôi ở bên sư phụ Mà trên bàn có một giọt nước Sư phụ liền lấy khăn lau nó đi Rồi đặt ly xuống Khi trẻ vẫn chưa dưỡng thành được thói quen tốt Có thể thông qua những chi tiết nhỏ này Mà quan sát chúng Thí dụ như tất cả đồ vật đều phải đặt ngay ngắn chỉnh tề Từ những chi tiết nhỏ làm trong vô thức như thế Chúng ta có thể phán đoán được Đứa trẻ này có dưỡng thành thói quen được hay chưa Thí dụ như có đứa trẻ độ hơn 5 tuổi Nó đứng trước bàn học đọc sách Trên bàn còn có sách của bạn học khác Còn có bút và những đồ dùng khác nó vẫn to tiếng đọc sách Cứ đọc như vậy Một bạn học khác Đụng phải đồ đạc trên bàn Làm xê dịch Nó liền ý thức được Vừa đọc sách vừa chỉnh lại đồ vật cho nó ngay ngắn Có bạn học vừa chưa đóng cửa Thì Nó đang đọc sách Thì vừa đọc vừa đi đóng cửa lại Từ đây thấy rõ là Trong tâm của nó Đã dưỡng thành thói quen như vậy rồi à chúng ta nhất định phải chú ý đến câu nói này thói quen phải được nuôi dưỡng từ trong tâm nói cách khác cái niệm đó giá trị quan đó đã được hình thành trong tâm của chúng rồi từ đó mới hình thành được vậy được vậy từ nhỏ vậy thì bạn hãy hỏi chính mình là bạn đang hình thành giá trị quan chính xác cho con cái nuôi dưỡng thành thói quen tốt chúng hay là ngược lại dù sao cũng là dưỡng thành thói quen con người không thể không có thói quen Vì thì bạn đang dưỡng thói quen xấu hay là thói quen tốt cho chúng vậy Nếu là thói quen tốt thì cần phải bỏ công sức một chút Bạn phải giống như chiếc radar giám sát theo dõi nó Thế nhưng thời gian không dài đâu Nhiều nhất là một hai năm thì trẻ sẽ hình thành được thói quen Đừng nên sợ khó Bằng ngược lại nếu như dạy không nghiêm Thầy giáo quá lười nhát Nuôi mà không dạy không quản giáo chúng Đó là lỗi của cha mẹ như trong tình trạng trên Ây da, kệ đó đi, đại khái được rồi Trong tình trạng không người quản giáo Thói quen xấu của chúng sẽ hình thành Quăng đồ đạc lung tung Muốn làm gì thì làm Đó là thói quen xấu Thói quen đó một khi hình thành rồi Trước đây có một nghĩa công xin sám hối Cô tham gia làm việc Mà chẳng có được một thói quen nào tốt Thứ nào cũng để lung tung lộn xộn Tâm không yên mà Không thể tập trung Cô làm biên tập ở phòng thu hình một cái ổ cứng mấy ngàn tệ Bên trong có chứa dữ liệu của những tiết mục vô cùng quan trọng Cô ấy sơ sẩy Làm rơi xuống đất dở tan Thiệt là quá tệ Tất cả những tài liệu của tất cả tiết mục nằm trong đó Đều bị hỏng mất Tôi nói với cô ấy Cô liệt khóc Tôi nói món đồ này nếu như là ở công ty thông thường Thì cô đã bị đuổi rồi Người khác chắc chắn sẽ không dung nạp người Lơ đỉnh ẩu tả như cô con người làm đâu hư đó như cô chị Vì sao cô lại như vậy Từ nhỏ không hình thành được thói quen tốt Đây là lời thật Mọi người chúng ta nhất định phải biết Những chi tiết rất nhỏ trong cuộc sống Vì sao đệ tử quy là yêu cầu phải làm như vậy Vớ và giày mang chỉnh tệ Mang vớ phải mang đàng hòa Vì sao vậy Mỗi ngày mang vớ cởi vớ ít nhất hai lần đúng không Bạn đừng xem thường hai lần này Nó chính là toàn bộ thói quen tư duy đó là một bài học về thói quen cuộc sống Phải nghiêm cẩn Ngược lại nếu như không nghiêm cẩn Lôi thôi lết thích Tùy tiện mang vớ cởi vớ Thì sẽ hình thành thói quen xấu Tương lai sẽ mất mạng Các bạn thấy Nhiều trường hợp Bị điện giật chết Chết do tai nạn Nguyên nhân là gì Hơn 90% nguyên nhân là gì Tâm ý lơ đễnh Và phải thưa thầy Tùy cơ dạy học xác thật Rất là quan trọng Con đã học văn hóa truyền thống được 5 năm Con cảm thấy điều khiến con có được lợi ích sâu sắc nhất Trong 5 năm này Đó là sự dạy bảo tùy cơ giáo hóa của thầy con Thí dụ khi có khách đến Hoặc nhìn thấy có người đến Hoặc là gặp phải sự việc nào đó Làm xong việc nào đó Thì câu đầu tiên thầy sẽ hỏi con là Con có cảm nhận gì? Con nghĩ gì về người này? Việc này đã hình thành nên thói quen gì? thầy của con không trực tiếp giảng ngay cho con là người này như thế nào việc này như thế nào chỗ nào đúng chỗ nào sai không phải như vậy thầy để con trước tiên động não để con suy nghĩ trước xem việc này có vấn đề gì cho nên quá trình trẻ học tập quét dọn ứng đối hay là đối người tiếp vật từ lúc nhỏ chính là học rộng bước tiếp theo là thầy để cho trẻ suy nghĩ thông qua việc đặt câu hỏi hoặc là suy nghĩ sâu hơn sau đó thầy mới dạy bảo thì trẻ sẽ hiểu rõ và rồi nỗ lực thực hành trong quá trình đó con có một sự thể hội sâu sắc đó là khi đối mặt với rất nhiều sự việc con lập tức suy nghĩ người này như thế nào sự việc này ra sao thói quen này lưu lộ ra một cách rất là tự nhiên vì nó đã được thầy giáo nuôi dưỡng cho con ngoài ra con còn có thể hội rằng mình thật là may mắn được thầy giáo dạy giữ gìn thói quen này thứ nhất khi gặp một người nào đó hay một sự việc nào đó con không dám không suy nghĩ con không dám không có phản ứng không dám không lắng tai nghe bởi vì con biết là sau khi kết thúc thì thầy sẽ hỏi con là con có cảm nhận gì sẽ hỏi con người đó như thế nào nếu như con không chuyên chú lắng nghe thì con sẽ không nói ra được cho nên trong quá trình đó con phải bắt chính mình nghe cho thật cẩn thận học tập cẩn thận khi thầy giáo hỏi con thì con sẽ động não suy nghĩ sau khi con nói xong cảm nhận của mình thì thầy giáo sẽ giảng dạy cho con nghe về sự và lý của vấn đề cùng với cách nhìn của thầy con sẽ so sánh với cách nhìn của con Chỗ nào có vấn đề Chỗ nào không bằng thầy Cứ như vậy mà dần dần vì sau Khi gặp sự việc gì Con đều biết nhìn Sẽ biết trước tiên bắt tay từ chỗ nào Dần dần thông đạt nhân tình xử lý Cho nên con học văn hóa truyền thống 5 năm rồi Lợi ích lớn nhất trong 5 năm này Đối với con chính là sự tùy cơ dạy học của thầy con ạ à. Cho nên Đời người cần có vị thầy tốt Đặc điểm của một người thầy tốt là gì? Là nghiêm Thầy nghiêm thì trò giỏi Nghiêm ở chỗ nào? Chính là điều vừa rồi cô đã nói Tùy cơ dạy học Có nghĩa là dạy học mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống Bởi vì nơi nơi đều là cơ hội Đều có biến đổi Con người luôn biến đổi hoàn cảnh luôn biến đổi Sự việc luôn biến đổi Nên làm thầy rất là vất vả Vì sao lại là dạy không nghiêm Thầy lười nhát Bởi vì thầy giáo quá vất vả Không phải họ muốn lười nhát Thật sự là rất mệt Tuy nhiên Những giáo viên có niềm tin Có tâm khẩn thiết yêu thương Muốn bồi dưỡng ra dân tài Thì sẽ không sợ mệt đâu Cho nên ý nghĩa của chữ nghiêm là gì Không hề bỏ lỡ một cơ hội nhỏ nào Sẽ không bao giờ nói mặc kệ chúng Vừa rồi cô đã nêu ra thí dụ Vì sao Giáo viên thường đến hỏi những nghĩa công Các em có cảm nhận gì Nếu không nói ra được thì sẽ bị mắng Không chịu động não Nếu không chịu động não thì não sẽ bị teo mất cho nên giáo viên lúc nào cũng hỏi nếu trước mặt mọi người mà bạn không trả lời được thì sẽ không có đường lui cho nên ép bạn đến mức nào vậy phải có một câu trả lời thông minh vậy thì bạn phải quan sát cho kỹ phải lưu tâm dùng tâm mà quan sát người khác có chỗ nào đáng cho chúng ta học tập cho nên có câu là ba người cùng đi ắt có người là thầy ta cho nên chúng ta thường nói học cái hay của người tránh cái dở của người bạn xem Khi giáo viên chủ nhiệm nói với học sinh Qua đây nào các con Hai ngày nay Các con nhìn thấy người khách này ở nơi đây Các con có cảm nhận gì Mỗi học sinh đều có cảm nhận rất tinh tế Nếu như có học sinh nào không trả lời được Thì bản thân sẽ rất ấy nấy Đó gọi là tùy cơ dạy học Học được ưu điểm của người khác Nhìn thấy khuyết điểm thì thế nào Báo cáo với thầy cô bởi vì thì cô đã hỏi đến Còn lúc bình thường thì không được nói ra Tạo chuyện thị phi Việc này không được Trong tâm phải rõ ràng minh bạch Đó là sao Những khuyết điểm này một điều cũng không được có Giống như tấm gương soi chiếu chính mình Đây là khuyết điểm thật xấu của họ Mọi người đều nhìn thấy Chúng ta không được trở thành người như vậy Con người có thể dạy được tốt dựa cho điều gì Con nghiêm sư Vì nghiêm sư này Mỗi lúc mỗi nơi đều dạy dỗ bạn Chứ không phải chỉ có lên lớp giảng bài cho nên hai chữ tùy cơ này thật là tuyệt hiện nay những trường học thông thường trong xã hội vì sao không thể dạy ra học sinh tốt vậy vì đó là giả làm bộ làm tịch lên lớp cả thầy và trò đều là cùng nhau qua lo cho xong tan học rồi thì chẳng ai quản ai cả nhìn thấy thầy cũng chẳng có cảm giác gì nhìn thấy học sinh càng không có cảm giác giáo học tư thuộc thời xưa của dân tộc trong những trường học do quốc gia lập ra đều không có tình trạng này Người thầy không phải vì học phí mà đến dạy Nói cách khác đó chính là lòng yêu thương vô điều kiện của phụ tử hữu thân Vì sao lại nói một ngày làm thầy cả đời làm cha Nguyên nhân là gì? Vì họ chính mình có sư đạo Hiện nay sư đạo không còn nữa Cho nên vì sao thời xưa nói tôn sư trọng đạo Nguyên nhân vô đâu? Người thầy cống hiến cả thân mạng của mình Quả thật là như vậy Vì sao vậy? Vì họ an với bổn phận làm thầy của mình Hiện nay không còn dạy điều này nữa có giáo viên nào hiểu được điều này chứ đều là vì kiếm miếng ăn đều là để kiếm nhiều tiền nên không thể nào làm được tùy cơ dạy học họ không có khái niệm này quá mệt mở miệng ra là nói bạn đưa cho tôi bao nhiêu tiền thì tôi mới làm thầy của bạn như vậy có thể dạy ra người tốt được sao từ xưa đến nay nhân dân ta đều do những người thầy tốt bồi dưỡng người thầy tốt từ đâu mà ra từ sư đạo từ hai chữ này sư đạo yêu thương học sinh vô điều kiện nếu không thể phát ra cái tâm này thì cái gọi là tùy cơ dạy học sẽ không làm được bạn chỉ là ở đó nghe sự náo nhiệt còn phương pháp dạy học này sao đúng nghe sự náo nhiệt sau cùng thì quên sạch cho nên bộ giáo dục của quốc gia phải nghiêm khắc chỉ đạo việc này tuyệt đối không được để giáo viên không được để sự chú ý của họ đặt vào chỗ ăn chơi hưởng thụ danh văn lợi dưỡng hưởng thụ đãi ngộ tuyệt đối không được đặt vào những việc này nếu thế thì sư đạo hỏng mất rồi Như vậy có gì đáng được tôn trọng chứ Nguyên nhân của tôn sư trọng đạo là do đâu Là thầy giáo yêu thương học trò như cha mẹ yêu con cái Nguyên nhân của tôn sư trọng đạo chính là ở đây Bạn có thể không tôn trọng sao Họ chẳng tham cầu bất kỳ sự báo đáp nào Chỉ cần có thể nuôi dưỡng gia đình Chỉ cần có thể qua ngày là được rồi Người như vậy là xã thân vì người khác Có thể không nhận được sự tôn kính của người hay sao Xác thật là như vậy ạ à trong số giáo viên chúng con có người ngay cả khi đi ngủ ngay cả trong mơ cũng nghĩ đến tình hình của học sinh mơ thấy ở cùng với học sinh đều là như vậy ạ à. tôi nghe nói các cô đều có những giấc mơ như vậy phải không dạ phải thường xuyên vào buổi tối giống như chúng con đang dạy một lớp học khác vậy từ lúc ngủ cho đến lúc mở mắt ra thì lớp học đó mới kết thúc ạ à có lúc thì đang giảng bài cho học sinh có khi thì đang sửa lỗi cho các em có khi thì đang trò chuyện thân tình với các em có khi thì đang trò chuyện thân tình với giáo viên đều có cả cho nên ban ngày nghĩ điều gì thì ban đêm mơ thấy điều đó bởi vì tâm đã buộc chặt vào một chỗ bạn đặt tâm vào sự việc này toàn bộ thân tâm đều chuyên trú vào một nơi sư phụ thường nói là toàn tâm toàn lực vì học sinh phục vụ bạn xem làm thầy mệt nhọc biết bao Ngay cả lúc ngủ cũng đang dạy học Bạn xem họ có ngủ ngon không Sáng hôm nay có một việc như thế này Có một em học sinh nữ Cầm một miếng dẻ lau Em chê dẻ lau này dơ Nên quăng nó sang một bên Khi giáo viên nhìn thấy Thì cần phải giảng giải cho em Cho nên là một người thầy tốt Thật sự không dễ dàng Trước khi giáo viên giảng đạo lý cho học sinh thì trong đầu phải nhận biết ngay được là đặc điểm của em học sinh này là gì căng tánh gì tính cách như thế nào đặc điểm là gì nếu như đứa trẻ này từ nhỏ đã tự ti hoặc là hay bị bắt nạ thì phải dùng phương pháp dẫn dụ thuyết phục mà giảng giải đạo lý cho nó dùng phương thức so sánh nếu thí dụ mà dạy đạo lý cho nó để trẻ khởi được tâm hổ thẹn nếu như đó là đứa trẻ ngạo mạn không nghe lời Thì có thể nghiêm khắc la mắng Dùng phương pháp như vậy để giảng đạo lý cho nó Để cho chúng thay đổi tật xấu Còn nêu lên thí dụ này có nghĩa là gì? Thực sự là một người thầy tốt Thì khi nhìn thấy học sinh Trong đầu lập tức liền có phản ứng Sự phản ứng này là gì? Chính là toàn bộ thông tin lưu trữ về đứa trẻ này Đều nằm trong đầu của người thầy Bạn xem Đây có phải là giáo viên hay không? Còn hơn cả cha mẹ nữa Cha mẹ còn làm không được điều này mà và đúng như vậy à trong tâm trong đầu của người thầy dường như chẳng có gì khác mà toàn bộ đều là học sinh niệm niệm nghĩ đến và đúng như vậy từ đây chúng ta hiểu ra một đạo lý vào thời xưa mặc dù có trường học do quốc gia lập ra nhưng không nhiều có thể nói là thời xưa dường như không có trường học bạn xem trong lịch sử Thật sự là không có trung học đệ nhất Hay tiểu học đệ nhị nào Không có Nhưng mà nhân tài của nước ta Là nhiều nhất trong lịch sử nhân loại Đủ loại nhân tài Trong 360 ngành nghề khác nhau Vì sao lại có hiệu quả như vậy Hiện nay quốc gia tiêu tốn nhiều tiền như vậy Bạn xem các nước trên thế giới tốn biết bao nhiêu tiền làm trường học Hoặc là bồi dưỡng giáo viên nhưng đều không thấy hiệu quả Nguyên nhân là gì Tương lai chúng ta nếu có cơ hội Sẽ làm một tiết mục Chuyên nghiên cứu về Giáo dục tư thục của các thời đại Trong mấy nghìn năm qua của nước ta Trong đây có đại học vấn Tổ tiên của chúng ta không ngốc Không khờ đâu Người hiện nay dường như tự cho mình là thông minh Nhưng không có nhân tài Nhà nhà đều bất mãn với con cái Bạn xem tổ tiên của chúng ta Phương pháp tương thuộc trong mấy ngàn năm qua thật hữu dụng Có đặc điểm gì vậy? Thứ nhất Trường tư thục không phải là do nhà nước xây Thông thường là như thế nào? Do một số hộ gia đình tự xây dựng nên Việc này trong sách lễ ký có thể xem thấy Trong một con hẻm nhỏ thì có một trường học Nhìn giống như một khu vực nhỏ Trong một khu vực nhỏ có một trường học Để do một vài hộ gia đình cùng hợp lại làm Vì sao vậy? Phụ huynh làm trường Hoặc là mời một vị thầy tư thuộc Đến từ đường của gia đình giảng dạy Có phụ huynh nào mà không thương yêu con cái chứ Đó là tấm lòng chân thật Thứ nhất là thế nào? Người ít Đặc điểm của trường tư thuộc là ít học trò Đặc điểm của người thầy dạy trường tư thuộc là gì? Kèm cặp từng người một Học sinh này có tật xấu gì thì sẽ dùng phương pháp nào Giống như là trị bệnh vậy Người này bị bệnh gì thì thầy sẽ dùng phương pháp đó để dạy người đó Thì sẽ dạy được thôi Nơi này đông nhất là 20 đến 30 người Nên thầy giáo rất là thư thái và dẫu tốt cho mấy mươi học trò này Hay nói cách khác Thầy giáo tư thuộc thời xưa nơi nơi đều là vui vẻ Mà theo đuổi sự nghiệp này Mọi người có cơ hội có thể xem Thời xưa có giai cấp sĩ phu Chính là phần tử trí thức Rất nhiều người không làm quan Không dấn thân vào chúng quan trường Mà thế nào làm thầy giáo Vui vẻ làm thầy giáo Sự nghiệp trồng người là lý tưởng và chí hướng của họ Mời một vị tố tài đến dạy học cho mọi người Bạn xem địa hình đất nước Trung Quốc lớn như vậy Thời đó không có điện thoại cũng không có sự giáo dục thống nhất Vì vì sao những trí thức Những giáo viên tư thục đó Có thể dạy dỗ học trò tốt được Đây chính là sức mạnh của kinh điển Họ đều học tứ thư ngũ kinh Đều học một bộ kinh điển Lại họ học thuộc Đều là như nhau Kiến hòa đồng giải nó cách khác tri kiến của thầy Lý tưởng của thầy Cho đến chiến nguyện và phương pháp dạy học đều như nhau Đúng không? Tự nhiên đều đồng nhất với nhau Cho nên tuy những người thầy này chưa từng gặp nhau trường tư thục này và trường tư thục kia căn bản không có sự giao lưu giảng dạy gì cả nhưng học trò được dạy ra thì như nhau vấn đề thầy vừa nêu ra đó là ở thời xưa mặc dù trường học quốc lập không nhiều nhưng vì sao lại có những lớp nhân tài xuất hiện thiên hạ thái bình con có một cảm nhận là sau khi con học văn hóa truyền thống có được thế hội là mặc dù thời xưa học sinh không nhiều nhưng tất cả những người đọc sách đều bồi dưỡng họ trở thành những gì thầy giáo họ không thi đậu không thi đậu khoa cử thì đi làm thầy giáo tư thục khi họ đổ được thứ hạng rồi đậu được công danh rồi thì có thể làm thầy giáo ở thái học viện cũng có một bộ phận không làm thầy dạy học thì ra làm quan quan viên các cấp của quốc gia đều được tuyển chọn đề bà từ những người đọc sách này tôi nói cô nghe những người làm quan này cũng làm thầy giáo cô thấy lão tiên sinh dư anh thời ngài có một bộ sách tên là trí thức và văn hóa trung quốc trong đó có một chương chuyên nói về những người làm quan làm thầy giáo như thế nào mặc dù trong sách có một số chỗ không được thỏa đáng có một số hiểu lầm về văn hóa truyền thống nhưng bạn có thể xem tài liệu lịch sử Nói cách khác bạn có thể xem nhị thập tứ sử cho đơn giản Xem truyện ký nhị thập tứ sử thì thấy ít người nào làm quan mà không làm thầy Nói cách khác cả đời làm thầy Thật cừ khôi Đây là đặc điểm lớn nhất được truyền thừa lại của nền văn minh dân tộc Không nói đâu xa Tiên sinh Tăng Quốc Phiên Mọi người đều biết Tăng Văn Chính Công Ông vừa làm quan vừa dạy học ai là môn sinh của ông lý hồng chương đây là môn sinh của tăng văn chánh công thậm chí hoàng đế còn làm thầy giáo đó là ai vậy hoàng đế ung chính ung chính hoàng đế dạy học cho đại thần đại thần là học trò của hoàng đế bạn xem có cử khôi hay không mà cách khác từ hoàng đế cho đến ba tánh bình dân ở bên dưới không ai không muốn làm thầy mà những người thầy này Đều là vì sự truyền thừa sư đạo Không vì thù lao Mà là vì truyền đạo Dân tộc chúng ta vĩ đại chính là ở chỗ này Hiện nay nếu các bạn nghe đến đây mà nói Trên thế giới còn có dân tộc như thế này ư ừ, Bạn ăn nói như vậy không sợ bị đánh à Quên nguồn gốc tổ tiên Đó là dân tộc của bạn đó Tổ tiên của bạn là như vậy Không phải xa xôi mà Cuối đời nhà Thanh vẫn còn như vậy Cho nên sau khi chúng ta làm thầy giáo có sự kỳ vọng tha thiết đối với học sinh Chúng ta càng tận tâm tận lực Dạy dỗ Thì càng thể hội được sự dụng tâm vất giả Của tổ tiên đối với con cháu Khi phái một vị quan đến một vùng nào đó Chính là đem đến cho vùng đó Một người thầy quan viên các cấp đều là thầy giáo Đều đang dạy học Giống như hiện nay thầy giáo Đều đang đốc thúc hướng dẫn Dạy dỗ học sinh Trên tất cả phương diện Quân vương thời xưa Đối với nhân dân cũng là như vậy Quân thân sư Sư là quan trọng nhất Từ hoàng đế cho đến một quan quyền nhỏ Đều phải làm được quân thân sư Chúng ta nghe đến đây liền hiểu được Tường tư thuộc vĩ đại đến thế Đúng vậy Hiện nay một trường học có bao nhiêu người Hơn một ngàn người Bạn xem làm sao dạy đây Toàn bộ đều là giáo dục thi cử Vì cái gì? Vì thi cử Thi xong rồi thì sao? Dạng tuế Đem tất cả sách vở quăng ném đầy trời đầy đất cuối cùng được giải phóng rồi bạn thấy đó căn bản không thể bồi dưỡng ra được nhân tài đầu óc chỉ chứa đầy tri thức mà chưa đầy một năm sau sẽ quên sạch toàn bộ sau đó thì sao truy danh trục lợi vì tiền vì lợi bắt đầu bất chấp thủ đoạn bởi vì sao vì từ nhỏ không được nhận qua giáo dục đức hạnh cho nên căn bản là vô dụng đệ tử quy thì hữu dụng cho nên trường tư thục đều là tùy theo khả năng tiếp thu của từng học sinh mà dạy Tùy căn cơ mà dạy dỗ Và dạ đúng là Giáo dục tư thục có thể bồi dưỡng ra nhân tài Chúng con thể hội rằng Những trẻ em học tập trong trường tư thục Không có lên lớp, không có tăng lớp Lên lớp thì trẻ đọc thuộc kinh điển Học tập lễ nghi Tăng lớp thì thực hành lời dạy trong kinh điển Thực hành lễ nghi Cho nên giáo viên đều là Tùy cơ mà dạy dỗ Tức là dạy trẻ ngay trong cuộc sống hàng ngày Dạy trẻ điều gì những điều chúng học trong kinh điển đã làm được hay chưa? Đã thực hành được chưa? Cho nên việc tùy cơ dạy học này rất là quan trọng Tuyệt đối không được để trẻ học thành ngụy quân tử Khoe khoan khoác lác Cho rằng mình có thể đọc thuộc lòng Nhưng làm không được Căn bản là vô dụng Loại quan niệm này khắp nơi chưa từng nghe qua Quan niệm gì vậy? Mọi lúc mọi nơi Đều để trẻ lĩnh hội Và thực hiện được tinh thần của đệ tử quy Dơ tay nhất chân sai một chút cũng không được Bạn đã từng nghe qua cách dạy học này chưa? Chưa Các cô làm như thế Thì sư phụ thường nói là Chúng ta đã tìm được cái gốc của việc phục hưng văn hóa truyền thống rồi Vì sao vậy? Đã dạy thành người tốt được rồi Nếu bạn không dạy như vậy Thì đứa trẻ này vì sao? Có thể nói chúng chỉ là Bán thành phẩm mà thôi Rất khó được như ý nguyện Vì sao vậy? Vì có rất nhiều chỗ chúng làm không được Tâm vẫn còn thô tháo, lơ đảng Kể đến là cẩn tính Chúng sẽ không làm được cẩn Nếu như việc này làm không được Mà nhìn người này ra vẻ người đọc sách Giống quân tử nhưng lại cảm thấy có cái gì đó không đúng Bạn có cảm giác với họ như vậy Thưa thầy, có một em học sinh nữ 12 tuổi Học ở trường văn hóa truyền thống được một năm rồi Chúng còn phát hiện thấy em ấy thích ở sau lưng người khác nói chuyện thị phi Thích bàn luận về bạn học Vì thầy cô Thích so sánh Thí dụ như bạn có tôi không có Bạn đẹp tôi xấu Nó cứ cân đo tính toán những việc này Khi chúng con trò chuyện với em Thì biết là em ở nội trú từ nhỏ Từ lớp 1 cho đến lớp 3 Trước khi học ở trường chúng con thì em học nội trú Còn hỏi em những tật xấu này của em Mẹ em có biết hay không Em nói Con một tuần mới về nhà một lần Mẹ con không biết à Còn hỏi Vậy thì trong trường con có vấn đề gì Thì thầy cô không quản con sao Mỗi ngày con không về nhà Nhưng con ở cùng với thầy cô mà Em nói là Các bạn của con Khi lên lớp học Thường nói với nhau là Có bạn này thích thầm bạn kia Cậu đoán xem nó thích đứa nào vậy Học lớp mấy rồi Lớp 3 tiểu học à Học tiểu học lớp 3 Mà nói điều này trong lớp à Dạ con hỏi đó Nó bảo việc này rất phổ biến trên lớp Con hỏi khi các em nói vấn đề này Thầy cô giáo không quản sao Nó nói thầy cô còn cười với chúng con Sau đó còn cùng chúng con đoán xem Bạn học sinh đó đang thích thầm người nào nữa Nó nói vì ba mẹ của con học văn hóa truyền thống Nên rất ít cho con tiền tiêu vặt Con phải đi mượn tiền để mua tạp chí Tạp chí tranh ảnh Cô biết không, bên trong đều là sát đạo dâm vọng Còn có cả sách tình Hiện giờ đầu óc của con không được tốt Là do con đã xem quá nhiều những tạp chí như vậy Không có tiền thì con mượn tiền mua Rồi truyền cho các bạn học khác xem Các thầy cô đều biết nhưng không quản chúng con Con cảm thấy bé gái 12 tuổi này dường như đã bị hủy hoại rồi Chúng con xem được phản tỉnh của một đứa trẻ Khiến con rất kinh ngạc Đứa trẻ này 11 tuổi Nhưng đã chơi game được một năm rồi Nó nói với chúng con là sau khi học văn hóa truyền thống thì mới biết Vì sao đầu óc của nó bị vô dụng Đầu óc rộng tuếch Bởi vì đã chơi game trong một năm trời Là do nguyên nhân này Nó nói khi học văn hóa truyền thống được một năm hai năm Thì nó dường như cảm thấy Mình đã có não Dần dần đã khôi phục Từ từ đã khôi phục trở lại Nhưng ảnh hưởng trước đây vẫn còn Trong quá trình em học sinh này phản tỉnh Sự ảnh hưởng lớn nhất đối với em là Việc em xem những bộ phim Xem những tranh ảnh này em nói bên trong toàn là sát đạo dâm vọng sau khi xem rồi thì những ý niệm và suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu có lúc không thể nào khống chế được sau khi xem thì sẽ nghĩ đến những điều này rồi dần dần, dần dẫn đến không thể kiểm soát được hành vi của chính mình sẽ đi làm những việc như vậy em gái này thường mang theo một số thức ăn vặt vào trong trường các em học sinh nam nhìn thấy muốn ăn thì phải quỳ xuống trước mặt em đó để xin một miếng em học sinh nữ này nói là nếu cậu muốn ăn thì phải trả lời câu hỏi của tớ tớ hỏi cậu cậu thích bạn nào hỏi những câu này là học sinh tiểu học à dạ hỏi chuyện yêu đương à đúng rồi bạn thích thầm người nào cậu nói với tớ thì tớ mới cho cậu ăn sau khi có được thông tin nhảm nhí này thì các em học sinh nữ truyền cho nhau là ai đang thích ai ai chia tay với ai bà những chuyện như vậy em học sinh nữ đó còn nói chúng con là Kể từ khi em ấy đến học trường văn hóa truyền thống Thì phát hiện thấy Bản thân dường như là ngốc nghếch Cái gì cũng nhìn không ra Việc gì cũng không biết làm Qua điều này em nói Thì cô biết là Trường học văn hóa truyền thống Không có những thứ ô nhiễm đó Nhưng do em ấy đã trôi lăn trong sự ô nhiễm quá lâu rồi Mỗi ngày bị ô nhiễm trở thành tạp khí rồi Tham sân si mạng nghi đã trở thành tự nhiên rồi nên vừa đến đây thì thành kẻ ngốc Sống cuộc sống bình thường thì không quen Nói cách khác Em ấy đã quen với việc nói những thứ liên quan đến sát đạo dâm vọng Cho nên nếu các bạn cảm thấy con cái của mình rất thông minh Là lầm rồi đó Chúng không thông minh cũng chẳng nhạy bén Để chúng trải qua cuộc sống của người bình thường Để chúng nói một câu bình thường Chúng sẽ nói không được Nhưng học sinh như vậy chúng tôi thấy quá nhiều rồi bạn bảo chúng phải đoan chánh Chúng chịu không nổi Chúng khó chịu Quá khó chịu Nghiêng qua dẹo lại Nhìn đông ngó thay trêu đùa cợt nhã Làm những thứ không ra gì Thì cho rằng chúng rất thông minh Rất nhạy bén Đó là gì? Là nghiệp chướng của đứa trẻ này Tạo ác thì chúng biết Đó là nghiệp chướng của chúng Đến nơi tốt thì không ở nổi Không thể giống như một con người bình thường Đó là chúng không có phước báo Quả thật là như vậy thưa thầy Chúng con nhìn thấy rất nhiều học sinh đều là như vậy Khi các em vừa đến nơi đây Con thấy chúng rất thông minh, rất nhanh nhạy Phụ huynh cảm thấy các em cũng không tệ Con nói vậy cứ ở đây học đi Ở không được bao lâu, được khoảng một tháng Thì phát hiện đứa trẻ này Đột nhiên rất là ngốc Đầu óc mơ mơ màng màng Rất là hồ đồ, không biết làm gì Hai tay rất là lóng ngóng Thậm chí còn có em không biết mình đang đứng ở vị trí nào nữa Lúc đó chúng con không hiểu sao Đứa trẻ ban đầu rất thông minh Vì sao học văn hóa truyền thống thì càng học càng ngốc Lúc đó chúng còn có sự hoài nghi lo lắng gì Cô thử so sánh đứa trẻ này Khi những đứa trẻ ít bị ô nhiễm ở xung quanh xem Như đứa trẻ đó không có vấn đề Càng học văn hóa truyền thống thì càng tốt Càng học càng thông minh, tài giỏi Những đứa trẻ bị ô nhiễm nặng luôn luôn có hiện tượng như vậy Vì sao vậy? Nghiệp chướng của chúng hiện ra Tập khí trước đây xuất hiện trở thành chướng ngại cho chúng Chúng thực sự làm việc không bằng người khác vì sao vậy? Nền tảng của chúng quá kém Dạ đúng ạ Những đứa trẻ này có chung một đặc điểm Đó là ở nhà Cơ bản là không làm việc nhà Cha mẹ giúp trẻ làm việc Thậm chí ông bà nội cũng giúp chúng Chúng con còn phát hiện là Rất nhiều đứa trẻ Từng học nghệ thuật Từng học nhảy múa Thì khi chúng học ở trường văn hóa truyền thống Có biểu hiện là tay chân lóng ngóng Đầu óc khù khờ Nhưng khi chúng học múa thì rất là linh hoạt Chúng con có em học sinh nữ 12 tuổi Đã học múa ba lê được nửa năm Em nói sau khi đến trường văn hóa rồi Em có thấy mình rất khờ, rất ngốc Chẳng nhìn ra được điều gì Chẳng biết làm việc gì Bởi vì khi đó học muốn ba lê thì tập trung vào tư thế Động tác của thân Chú ý đến cử chỉ Bao gồm những cử chỉ diễn đạt biểu cảm Tập trung toàn bộ vào những chỗ đó còn nữa, để chúng học múa thì phụ huynh của những em này phải bảo vệ đôi tay, đôi chân của chúng. Nếu tay chân bị thương thì làm sao mà học múa được? Nếu như bị thương rồi thì không cách gì nhảy múa được. Cho nên trong quá trình học múa, học nghệ thuật Đứa trẻ trở thành khờ, thành ngốc à Hay nói cách khác là do không cho chúng làm việc Bảo vệ đôi tay đôi chân của chúng Lúc nãy cô hãy nói cho những phụ huynh đó là Đến lúc ăn cơm trưa, cả nhà cùng ăn cơm Thì múa ba lê thử xem Nhảy múa xem có thể đo bụng được không Đây là giáo dục về cuộc sống đó sao Giáo dục diệt vong thì có Vì sao vậy Những đứa trẻ này đối với thưởng thức về đời sống làm thế nào để sống những năng lực cơ bản nhất chúng chẳng có một chút gì chẳng được một tí gì cô xem học múa ba lê nửa năm tôi từng gặp một em học ba năm trong khi rất nhiều bạn học cùng lớp mặt nào cũng giỏi mà em ấy vẫn còn ở đó sửa lỗi mỗi lần mẹ của nó đến trường đều khóc xin đừng đuổi con của tôi đi rất hối hận hối hận vô cùng lúc trước họ đã tốn biết bao nhiêu tiền gửi vào lớp nghệ thuật ca hát nhảy múa học ba lê đến sau cùng đứa trẻ này thành vô dụng mỗi ngày nhìn thấy nó đi ngoài đường đi trong sân trường thì dáng vẻ giống như là diễn viên múa vậy cổ thì lúc lắc thế này không ai mà không chán ngán chứ cho nên những thứ như thế này từ nhỏ đã nuôi dưỡng cho trẻ cái tâm danh văn lợi dưỡng ganh đua với nhau Lòe thiên hạ Toàn học những thứ này ở các trường như vậy Bạn nhìn mặt tôi nè dáng vóc tôi nè Những thứ này đều sẽ hủy hoại chúng Con người nhất định phải biết là Hiện nay trong xã hội và cả trường học Đều có một phương hướng sai lầm quá đổi rồi Vấn đề vô cùng lớn Nguyên nhân do đâu Các em không được học nền tảng làm người dáng vẻ của con người chúng không biết Trước tiên đi học những thứ tài nghệ này Anh xem con của tôi kìa Đều là bình luận so sánh như điều này Ở trong trường thì hỏi chơi đàn Piano được cấp mấy rồi Câu trong đệ tử quy nói rất đúng Không gắn làm Tức không học những điều gì hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ cẩn tính Những điều này không làm được Chỉ học văn Chỉ bề ngoài thanh người nào Cả người chúng toàn là khí chất phù phím Quả thật phải mất rất nhiều thời gian Mới có thể thay đổi được Con người nếu không có hoàn cảnh tốt Thì cũng không thay đổi được Vừa rồi chúng con nói về vấn đề của những đứa trẻ này Trên thực tế chúng cũng nhận được kết quả Của việc tùy cơ giáo dục Chữ cơ trong tùy cơ rất là then chốt Cơ chính là những chi tiết nhỏ Trong cuộc sống Tất cả đạo lý bên trong những chi tiết nhỏ ấy Tuy nhiên đạo lý mà các em cảm nhận được tiếp nhận được so với lời dạy của thánh nhân mà chúng ta trước đây đã nói là hoàn toàn tương phản vì sao nói tùy cơ giáo dục rất là quan trọng như vậy những chi tiết nhỏ trong cuộc sống luôn luôn có sự ảnh hưởng sâu sắc vào trong tâm của những đứa trẻ này dù bạn có nói đạo lý nhiều đến đâu cũng không bằng những thông tin mà chúng tiếp nhận được từ hoàn cảnh để lại cho chúng ấn tượng rất sâu Cho nên chúng ta phải nhìn cho thấu vấn đề Tùy cơ dạy học này Tùy cơ dạy học ở nơi đâu Ở mọi lúc mọi nơi trong đời sống Khi trẻ trở về nhà Ông bà nội đang xem truyền hình Đó gọi là tùy cơ dạy học Truyền hình đang dạy đó Truyền hình dạy cái gì Bạn xem đi Bạn hãy đem giáo dục của Thánh Hiền Giáo dục đạo làm người Giáo dục nhân cách ra mà so sánh Đo lường thì sẽ biết ngay đó toàn là thứ gì vậy Sát đạo dâm vọng tham sân si mạng Là thứ giáo dục khiến con cái bạn thành đồ bỏ đi Bạn xem cách họ nói chuyện ăn mặc Mỗi lúc mỗi nơi đều là tùy cơ dạy học đó Ai đang dạy gì Ma đang dạy Sư phụ nói trong nhà bạn có tiền Được Giao con cái cho người giúp việc Người giúp việc giao con bạn cho ai dạy Cho truyền hình dạy Quăng nó ở đó xem đi Cô ấy không nói gì nữa Chỉ ở bên cạnh nghỉ ngơi Bạn xem người giúp việc có thể xem gì trên truyền hình Phim tình cảm những thứ kích thích như vậy con của bạn cũng ở đó mà xem bạn đâu có biết bạn đi làm đâu có ở nhà chứ cho nên có người tùy cơ giáo dục con bạn cho nên cái gọi là tùy cơ giáo dục này nói cho cùng một bên nếu không phải là ma quỷ dạy thì cũng là người xấu dạy còn một bên nếu không phải người tốt dạy thì cũng là phật đến dạy bạn tự mình chọn lựa đi vừa rồi chúng ta nói đến nghiêm sư nghiêm là gì mỗi lúc mỗi nơi đều phải dạy dỗ mới gọi là nghiêm sư thầy cô phụ huynh phải làm được còn có việc cao hơn chính là vừa rồi các câu nói đến những hiện tượng loạn này trường học giáo viên hiệu trưởng gì sao lại không quản chứ phía trên còn có bộ giáo dục nói cách khác quan chức nhà nước sao lại không quản vậy hiện nay chỉ xét đến tỷ lệ lên lớp toàn bộ xã hội này chỉ khảo sát thành tích thi cử của học sinh xem đây là thành quả giáo dục cái tiêu chuẩn này có vấn đề rồi Sao họ không khảo sát về vấn đề mà hôm nay chúng ta nói đến là Tiêu chuẩn làm người chứ Không làm người tốt thì thi được 100 điểm có lợi ích gì Chẳng phải là có vụ đầu độc đấy sao Sinh viên đại học phúc đáng Vẫn giết người đấy thôi Bạn cho rằng đó chỉ là một cá nhân Nếu như chỉ là một cá nhân Thì vì sao hiện nay khắp nơi Đều có tình trạng là học trò mẫu giáo Cho đến sinh viên đại học Đều rất khó dạy chẳng lẽ đây là hiện tượng cá biệt hay sao phụ huynh ôm đầu khổ sở cho nên quan chức cần phải quản lý những vấn đề ô nhiễm này trong xã hội đó gọi là nghiêm sư bạn là quân thân sư thì phải nghiêm những quầy sách báo như thế này vì sao không quét sạch vì sao không kiểm duyệt truyền hình thanh lọc cho sạch hết chúng đều đang tùy cơ dạy học đó thôi chúng khiến con cái của bạn đại chúng trong xã hội bị dạy thành thứ hư hỏng rồi cho nên việc tùy cơ dạy học này Cần phải khiến con trẻ thời thời khắc khắc Đều được thấm nhuần đạo lý của Thánh Hiền à Mỗi chỗ mỗi nơi Mỗi một ngóc ngách Trẻ đều nhận được sự giáo dục tốt Dạ đúng à Giống như ngâm một lọ dưa muối Củ cải muối vậy Bỏ củ cải tươi ngâm vào trong cái lọ Đã được nêm gia vị Luôn để cho chúng không có chỗ nào mà không thấm ướp bởi gia vị Thời gian lâu dần sẽ trở thành món dưa cải muối Chúng còn thường thông qua những hiện tượng tự nhiên Mà dạy cho trẻ những đạo lý thánh hiền Ví dụ như thời gian trước đây Trên cửa sổ bằng kính của lớp học Có một con bướm đêm bay đến Nó làm gì vậy? Nó đẻ trứng trên kính cửa sổ Rất nhiều học sinh phát hiện Đều cảm thấy kinh ngạc kêu lên Cô ơi, mau đến đây, mau đến đây xem này Con bướm đẻ trứng này Sao trứng của nó nhìn ngăn nắp như thế nhỉ? Con liền qua đó xem Quả thật như vậy Trứng của con bướm này Một hàng có đến 7-8 trứng Hàng thứ hai cũng có 7-8 trứng Sắp xếp rất là ngay ngắn có rất nhiều hàng Bọn trẻ nhìn thấy rất là kinh ngạc Sau đó chúng con lại dạng cho chúng nghe là Các con xem Con bướm đêm này Chỉ là một con côn trùng nhỏ mà thôi Là một loài động vật nhỏ bé tầm thường Vậy mà trứng nó đẻ ra Xếp thành từng hàng rất là ngay ngắn Đây chính là câu nào trong đệ tứ quy vậy Nón quần áo để cố định Bàn học sạch bút nghiêng ngay Đó chính là ngay ngắn Chính là chỉnh tề Vì sao lại phải làm như vậy vì sao con bướm mẹ này đẻ trứng một cách chỉnh tề như vậy Vì sao trứng của nó không xếp lung tung lộn xộn Các cô cần phải thường xuyên hỏi học trò câu hỏi này Một con côn trùng nhỏ bé như vậy Dùng lời của các nhà khoa học hiện nay mà nói Thì nó là loại động vật cấp thấp nhất Vậy mà nó có sự ngăn nắp chỉnh tề như vậy Vì sao vậy? Sau đó các cô nên hỏi học sinh câu hỏi này Vì sao cần phải Mũ phải ngay Nút phải gài Bằng học sạch bút nghiêng ngay Thứ nào cũng phải sắp xếp chỉnh tề có thứ lớp có quy củ vì sao vậy điều này điều này so với những gì mà động vật trong giới tự nhiên làm là hoàn toàn khớp nhau điều này nói lên điều gì nói rõ ở đây có quy luật con bướm đó không biết chữ nó cũng không đi học không học qua đệ tử quy nhưng nó có thể làm được còn có người nếu không học đệ tử quy thì không làm được không bằng một động vật nhỏ các cô nên đem đạo lý này giảng cho học sinh vì sao con bướm này chỉnh tề như vậy Trứng của con bướm nếu như xếp một cách lung tung lộn xộn Thì khi ấu trùng nở ra Mỗi một con sẽ rất khó sinh tồn Cho nên nó làm thế này Để con cháu sau này của nó sinh sôi nảy nở Với tỷ lệ sống sót cao một chút Nói cách khác Sự chính tề này Chính là đảm bảo cho sự sống Và đúng là Đúng không? Cô xem động vật nhỏ như vậy đều biết việc này Vậy mà con người không hiểu cho nên biết sự sinh tồn Thật gian nan biết bao Sự chính tề tự quan trọng biết bao. Cho nên tấm biển lớn này của chúng ta ghi là: Chỉnh tề nghiêm túc là tấm biển lớn treo tại thư viện Bạch Lộc động. Vì sao vậy? Có đạo lý nó phù hợp với đạo của tự nhiên. Có một giáo viên đến từ nông thôn, cô ấy cũng là tùy cơ dạy học. Cô ấy kể cho các học sinh nghe rằng, trước đây có người ở nông thôn đào hang chuột. Sau khi đào hang chuột xong thì mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Hóa ra trong hang chuột, bạn xem, chuột rất là dơ, rất là thấp kém vì bà hang của nó lại rất là quy củ trong cái hang nhỏ của nó có căn phòng nhỏ dành riêng để ngủ nó sẽ không đại tiểu tiện ở trong đó cũng không chứa đồ ăn ở bên trong ồ giống như là phòng ngủ vậy à và dạ, đúng giống như phòng ngủ trong phòng của nó có lót một ít cỏ mềm mại làm đệm giống như cái phòng ngủ còn một căn phòng khác để nó đại tiểu tiện riêng ở trong đó nó cũng có phòng vệ sinh nó không để thức ăn vào căn phòng này khi nó tìm được thực phẩm từ bên ngoài thì để riêng trong một căn phòng khác đó là cái nhà kho để nó chứa đủ loại hạt ngũ cốc lương thực mà nó tìm được ạ à. nhà kho à dạ nhà kho của nó sắp xếp rất là chỉnh tề ngăn nắp từng tầng từng tầng mộ trong giới tự nhiên không chỉ có loài chuột mà còn có loài ong loài kiến rất nhiều động vật nhỏ đều có trật tự có quy tắc ạ à. Đúng vậy Chuột lại có nhiều phòng đến như vậy Nhiều phòng như thế để làm gì Đời sống có quy luật Thì loài chuột mới có thể sinh sôi nảy nở Cô ấy kể vì sao loài chuột lại chia hang thành các phòng khác nhau Bởi vì hang của chúng nằm ở dưới đất Nếu như trời mưa thì nước mưa sẽ chảy vào hang của chúng Nếu như chỗ nào bị ướt thì nó sẽ dùng đất mà lắp chỗ đó lại Những nơi khác sẽ không bị ảnh hưởng vì thế mà chúng có thể tiếp tục sinh tồn mà chúng ta nhất định phải biết những điều nói trong đời tự quy tuyệt đối không phải người xưa mới cần đến mà là cả nhân loại đều cần đến nói thêm một bước nữa tuyệt đối không chỉ có nhân loại có điều này mà toàn thể giới tự nhiên đều có bạn nghe hiểu rồi đó nói cách khác Thế thầy chúng sanh đều cần có trật tự nếu như con người ngay cả trật tự cũng không có Thì những đứa trẻ này sẽ quăng đồ vật lung tung Chẳng có chút quy củ gì Trường học của bạn có một ngàn đứa trẻ Bạn làm sao quản chúng đây Có thể quản được sao Nói cách khác Nhỏ là trường học Lớn là xã hội Thành phố chúng ta có 500 ngàn người Nếu như mọi người chẳng có chút quy củ Thì xã hội này có thể không loạn được sao Cho nên chúng ta biết Cái gọi là tùy cơ dạy học chính là nơi nơi đều có quy củ nơi nơi đều có người nhắc nhở ở nhà thì cha mẹ và người lớn nhắc nhở ở trường thì thầy cô nhắc nhở cho nên nếu người đông quá thì không được tôi nghe nói có trường học có đến mấy ngàn người con nghĩ xem làm sao mà dạy đây nếu như dùng truyền hình để dạy thì khi không xem truyền hình trong cuộc sống làm thế nào dạy đây không có người dạy cho nên học sinh không còn ra dáng vẻ con người nữa nói cách khác chúng chưa từng học qua khoa học về giáo dục đời sống mà muốn chúng có kết quả như vậy Thì làm sao có được Không có trồng cái nhân đó mà Bạn hiểu rồi chứ Nói một cách rộng hơn Nơi nơi trong xã hội Đều cần phải có người quản Đều cần có người tùy cơ giáo dục Quản giáo Thì xã hội đó mới là xã hội có trật tự được Cho nên tùy cơ dạy học Điều quan trọng nhất đó là gì Đó phải là phát tâm Cha mẹ phải thật sự rõ lý Biết làm thế nào yêu thương con cái Giáo viên, quan chức Phải biết làm thế nào Yêu thương học sinh, yêu thương nhân dân Như định phải mỗi lúc mỗi nơi Cô hơi rác miệng mà nhắc nhở Giống như một bà lão cứ ở đó nhắc mãi vậy Vậy thì đúng Tùy cơ dạy học còn có một điểm hết sức quan trọng Đó chính là thân giáo Phụ huynh và thầy cô phải lấy mình làm gương Việc mà bạn làm có sự giáo dục rất lớn đối với trẻ con có khi giáo viên chúng con không dạy trẻ Nên làm việc này như thế nào Như các em nhìn thấy được ừ. Bởi vì trẻ từ lúc được sinh ra Thì mắt đã có thể nhìn, có thể học Tai có thể nghe Nó cũng đang học Mắt của nó chính là máy ghi hình Tai chính là máy thu âm Nhất cử nhất động của người lớn Từng lời nói, hành vi toàn bộ Đều được chúng tùy cơ mà học tập vì vậy trong quá trình dạy trẻ nhất định phải chú ý là thân giáo rất là quan trọng hai chữ tùy cơ này có nghĩa là gì nghĩa là mọi lúc mọi nơi nếu như bạn không dạy chúng cho tốt thì nhất định sẽ dạy hư chúng bạn phải hiểu điều này bạn làm cha mẹ cần phải có lời nói cử chỉ như thế nào làm giáo viên thì nên có lời nói cử chỉ như thế nào các học sinh đang dịch đó cho nên cần phải tìm một trường học tốt hoàn cảnh trong gia đình đã bị ô nhiễm quá nặng rồi làm sao đây thật sự cần tìm là thầy giáo tốt cần cầu Phật Bồ Tát Cần phát nguyện Xin hãy cứu con của chúng con Đúng vậy Và cái tâm này thì thật sự sẽ có cảm ứng Người có ý nguyện thiện lành Mà muốn làm cha mẹ tốt phải không Muốn con của mình sau này thành người đàng hoàng Người tốt phải không Ông trời ác sẽ phù hộ Tóm lại một câu điều then chốt trọng yếu của việc tùy cơ dạy học Chính là đem đệ tử quy Thực hành vào trong đời sống Không chỉ là Mũ phải ngay nút phải gài Còn bánh xe hơi bị nghiêng thì mặc kệ Như vậy không được mà ý nghĩa này của nó đại biểu cho rất nhiều thứ khác Cho nên cần phải có chỗ ngộ Cần phải mở rộng điều này ra Vừa rồi các cô kể về cái hang chuột Kể về chuyện bướm đẻ trứng Tất cả đều là gì Nói về sự trật tự quy củ bên trong của đệ tử quy Nếu như động vật không làm như vậy Thì chúng sẽ bị diệt vong Nhân loại nếu không làm thì cũng như vậy thôi Cho nên đệ tử quy là giáo dục sống động còn trẻ hiểu được đạo lý này rồi thì tính tâm của chúng đối với đệ tử quy sự lý giải về đệ tử quy sẽ càng rộng hơn chúng sẽ hiểu rõ đó chẳng phải là học thuyết do thánh nhân và cổ thánh tiên nghiệp phát minh vì ngay cả chuột cũng biết mà nó sống rất phù hợp với lời dạy trong đệ tử quy nón quần áo để cố định định nghĩa là gì chính là quy củ có nơi có chỗ nhất định không được để lung tung cho nên đây là tự nhiên đệ tử quy thánh nhân dạy lời của thánh nhân dạy không phải là học thuyết mà là gì là quy luật của vũ trụ nhân sanh nếu bạn không tuân thủ thì sẽ thành đại loạn sẽ có tai họa sẽ bị diệt vong bạn cần hiểu sâu sắc điều này cho nên yêu cầu giáo viên phải có trí huệ và ngộ tánh khá cao nhìn thấy thì phải nói cho học sinh biết học sinh học được rồi thì đời đời tương truyền thầy của tôi đã dạy tôi như thế đó cho nên phương pháp dạy học này tốt ở chỗ nào không phải chết cứng trên văn tự nhìn thấy điều này mà biết được điều kia có sự tương thông sư phụ thường nói dễ trẻ trở thành thông gia chúng rất linh hoạt việc tùy cơ dạy học mọi người cần phải chú ý là không chỉ tùy vào hoàn cảnh xung quanh mà còn tùy vào học sinh nếu như chúng còn quá nhỏ mà bạn giảng quá sâu thì không được rồi nếu như chúng trưởng thành rồi mà bạn dạy quá thấp thì cũng không được như vậy là không tùy cơ Tùy cơ còn phải tùy vào học sinh Giống như các cô đã nói Những đứa trẻ mẫu giáo Đều có thể nghe hiểu Thì phải nói cho chúng hiểu Nói gì vậy Bạn xem con chuột nè Con bướm nè Con ngu si thì mới làm động vật phải không Chúng ta học Phật đều biết được điều này Chúng rất hộ độ Thế nhưng từ đâu chúng có được trí huệ này Từ đâu ra các cô hãy hỏi các em học sinh Vì sao động vật lại thông minh như vậy Sao chúng biết được những điều ở trong đề tứ quy Đó là gì Là bản năng là năng lực vốn sẵn có của động vật nói cách khác cái năng lực bẩm sinh này bao hàm trí huệ cao độ đúng không nếu không có trí huệ thì làm sao chúng có thể làm ra những việc như vậy cho nên bên trong cái năng lực tự nhiên này có trí huệ chuột và bươm bướm đều có trí huệ và năng lực như vậy còn con người thì sao các học sinh cứ đứng đó ngay người ra vì sao lại thế chúng ta không bằng chúng sao vì sao chúng ta không có trí huệ còn chúng lại có vì sao chúng ta không có không có năng lực này vì sao vậy các cô tự hỏi những đứa trẻ biết múa ba lê đó ngốc như vậy vì sao không bằng con chuột không bằng con bướm chúng ta không học phật thì không biết nhà nho cũng giảng rất là rõ ràng đó là vì dục vọng dục vọng khiến cho tự tánh bị mê mờ cho nên trí huệ vốn có năng lực vốn có không phát ra được không phát ra được thì con người không bằng súc sanh, toàn làm những việc ngốc nghếch, làm ra những việc gây tai họa cho chính mình. cho nên con người nhất định cần phải tùy thuận tự tánh vốn có của chính mình. Bạn xem, con bướm, con chuột có thể duy trì nội giống đến trăm triệu năm mà không bị tiêu diệt, do chúng tùy thuận điều này. Con người vì mặt linh tánh, cơ thể sánh ngang trời đất gọi là thiên địa nhân tam tài ngang bằng với trời đất cao tương đương với nhau nhưng ngược lại nếu không có giáo dục thì tham sơn si mạng rất lớn động vật không biết làm việc xấu nhưng con người có thể làm việc xấu đáng sợ là ở chỗ này con người đứng đầu dạng vật là nhân vật then chốt nếu như con người làm ác thì sẽ phá hoại cả sơn hà đại địa họ hồ đồ rồi nếu như hiểu rằng phải cùng dạng vật trong thế gian Chung nhau hưởng phước Thì họ sẽ không giết hại động vật Sẽ không phá hoại tự nhiên Cho nên con người chính là yếu tố then chốt Nếu như con người được dạy tốt Thì thật là phước báo của thế gian này Giáo dục là quan trọng nhất Làm thế nào để giáo dục đây Thuận theo thiên tánh Nhân chi sơ tánh bổn thiện Và gìn giữ được cái thiện đó Trưởng dưỡng cái thiện tâm ấy Luôn nói cho trẻ biết là Đó là thứ chúng vốn sẵn có Chùa cũng có, bướm cũng có Chúng đều có năng lực, có trí huệ Vì sao bạn lại không có Sự hồ đồ ngốc nghếch này của bạn Là do bạn bị che lấp mất rồi Giống như cái bóng đèn ở nhà bếp Bị khói bám không sáng được Nếu như lau sạch các thứ ô nhiễm Bạn sẽ khôi phục trở lại bình thường thôi Trong tiết mục lần trước Cách thức dụng tâm có nói về tâm kính sợ Tâm cảm ơn Tâm hổ thẹn và tâm trắc ẩn đây là thứ mà bên trong tự tánh của mỗi người vốn có vai trò của người thầy là khởi phát những tâm này ra cho học sinh rất nhiều những học sinh hiện nay là con một trong gia đình chúng rất ích kỷ không thể sanh khởi tâm hữu ái quan tâm đối với người khác chúng không có lòng trắc ẩn nếu như giảng cho chúng thì chúng cũng không hiểu hết nên chúng con phải nêu thí dụ cho chúng con hãy xem con thỏ con con mèo nhỏ kìa con nhìn thấy chúng thì muốn làm gì chúng nào các em nhỏ trả lời và dạ, muốn vuốt ve chúng ôm chúng ạ à các học sinh khi nhìn thấy các em mẫu giáo thì sao muốn vuốt ve mặt của em bé muốn sờ đầu của các em đó gọi là tâm trắc ẩn đó chính là hành động rất đổi tự nhiên vốn có tự nhiên muốn quan tâm những kẻ yếu ớt sợ chúng bị thương các con có muốn làm con mèo nhỏ này té xuống đất không có muốn làm như vậy không các em nói không muốn à nó đáng thương lắm cho nên trẻ nhỏ biết thế nào là lòng trắc ẩn Chúng con có một em học sinh Lúc ban đầu rất là lãnh đạm với những bạn học khác Sau khi em ấy hiểu được thế nào là tâm trách ẩn rồi Thì em đã làm một việc là Chăm sóc một bạn học nhỏ tuổi hơn Bạn nhỏ đó thường theo bên em Có một ngày bạn nhỏ đó nghịch ngợm Cấu tay của em bị trầy xước Vậy mà em học sinh lớn đó vẫn chịu đựng Không nói cho thầy cô biết Cũng không nói là chỗ đó bị đau Mà vẫn chịu đựng sau đó bị một giáo viên khác nhìn thấy và hỏi em Con bị sao vậy? Em nói là bị bạn nào đó làm trầy xước Cô giáo hỏi sao em không nói cho cô biết Em nói con sợ nói với cô thì em ấy sẽ bị phạt Bởi vì đứa bé kia còn rất nhỏ Nếu em bị phạt con sẽ rất buồn Nên con không nói với cô Em thà chính mình chịu đau Chỉ vẫn muốn che chở cho em bé kia Trường hợp này cần phải cổ vũ Như định phải ấn ác mà dương thiện Những gì tốt đẹp thì phải tuyên dương Vì sao vậy? Thiện là thứ mà người người đều có Cần phải được khởi phát ra Đó chính là tùy cơ dạy học Là hành động hiếm có Những tình huống các học sinh nhìn thấy trong xã hội Thì phải bảo cho chúng biết Chương trình của chúng ta có 3 tiết mục Thứ nhất là dùng địa tử quy để nhìn thiên hạ Đó là tùy cơ dạy học đó Bạn xem tiết mục Có nên dành vật tiền hay không Chính là dùng địa tử quy mà nói Mọi người đều hiểu ra Ồ địa tử quy tương thông với nhân tánh Nếu không học địa tử quy Thì nhân tánh sẽ bị biến dạng còn có tiết mục gì nữa quần thư trị yếu trị thiên hạ dành cho các quan chức trường trung ương đảng xem hiểu về văn hóa truyền thống nó cũng chính là tùy cơ dạy học khi có vấn đề xuất hiện thì trong kinh điển đã có cách trị có thể hóa giải tiết mục thứ ba là giáo dục phật đà cảm hóa thiên hạ thật là cứu cánh viên mãn nói cách khác hết thể hiện tượng xấu tốt trong nhân gian bạn đều biết nguyên nhân của chúng Vì sao lại loạn Trị như thế nào Vì sao tốt Vì sao xấu Tai nạn từ đâu mà đến Hạnh phúc từ đâu mà đến Đều nằm bên trong kinh điển của Thánh Hiền Càng xem càng có tính tâm Hồ hóa ra đều là ở đây Đúng vậy Trong cách giáo dục này Cần phải tùy cơ mà dạy học Mọi người từ từ quan sát con người Sự vật, sự việc xung quanh Rồi hình thành nên tiêu chuẩn về tốt xấu Đúng sai thiện ác Tùy cơ dạy học thật là quan trọng Dạ dân ạ à, một ngày đó các em học sinh từ cửa sổ nhìn ra cả tư trên con đường bên ngoài có hai chiếc xe đang chạy đối mặt nhau sau đó đâm vào nhau xảy ra tai nạn lúc đó cảnh sát đang xử lý các học sinh tụ tập ở đó xem rất là kinh ngạc sau đó con hỏi các em vì sao hai chiếc xe này đâm vào nhau các em trả lời vì tốc độ xe chạy quá nhanh ạ à? vì chạy xe tốc độ nhanh thì có thể đâm vào nhau sao sau đó các em suy nghĩ rồi trả lời Bởi vì xe nào cũng muốn tranh nhau lên trước Không chịu nhường nhau nên mới đâm nhau à Cho nên rất nhiều quy củ trong điện tử quy Đều yêu cầu các em phải lễ phép Nhường nhịn Ví dụ như Hoặc ăn uống hoặc đi đứng Người lớn trước người nhỏ sau Câu này dạy chúng ta lễ phép nhường nhịn Còn có lời nhường nhịn tức giận mất Cũng là dạy chúng ta nhường nhịn Có rất nhiều câu liên quan đến việc dạy chúng ta Phải nhường nhịn những đạo lý về sự khiêm tốn nếu như các em học được Thì sẽ không tông những người khác ở trên đường Vì sao không làm như vậy Đã thành thói quen rồi Bạn nói học địa tư quy Thì không bị tai nạn xe cổ ư xác suất bị tai nạn rất là thấp Vì sao vậy thành thói quen rồi Thông qua tai nạn xe này Có thể tùy cơ dạy dỗ học sinh Rất nhiều điều về sự gấp gáp Thứ nhất, Đệ Tử Quy dạy con người biết an định Con người hiện nay rất là gấp gáp Chạy xe thật nhanh Đệ Tử Quy dạy là rẽ quẹo rộng, chớ đụng gốc Đều dạy người thông thả Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ Chớ làm dội, dội sai nhiều Chẳng phải đều dạy con người chậm lại Tập thành thói quen đó sao Ngoài ra người thế gian thường hay tranh Thì Đệ Tử Quy dạy phải nhường Lời nhường nhịn tức giận mất tiền của nhẹ oán nào xanh Thấy điều dạy bạn cái gì vậy Những thói quen tốt này Một khi được hình thành Thì người khác sẽ gặp tai nạn, xe cộ Chứ bạn sẽ không gặp Nói cách khác Tất cả tai nạn không có liên quan gì đến bạn Vì sao vậy? Bạn đã hình thành thói quen tốt Có thể tránh xa những tai nạn này Đã hình thành thói quen tránh họa gặp mai rồi không phải chỉ là những đạo lý mà thôi Mọi người nhất định phải nhớ Nếu chỉ nói đạo lý thôi thì không được Mà thói quen phải được hình thành Mỗi hành vi dơ tay nhất chân Đối người tiếp vật ăn nói Đều thành thói quen rồi Những thói quen tốt này từ đâu mà có Chính là từ việc tùy cơ dạy học Ngày hôm nay chúng ta nói đến mà ra Nói cách khác, thời thời khác khác bạn phải dạy chúng Chúng hình thành thói quen rồi Thói quen sẽ trở thành tự nhiên Một khi đã thành tự nhiên Thì chúng ta đã dạy thành công rồi Người này sẽ thành thánh thành hiền lấy bản thân chúng con làm thí dụ trước đây khi trưởng bối hay thầy giáo phê bình thì chúng con phải cúi đầu cảm ơn thầy chúng con không có thói quen gì khái niệm này thậm chí trong lòng con không thoải mái không phục nhưng sau khi đã trưởng thành thói quen rồi thì sẽ cung kính cho dù có muốn hay không cũng phải cung kính mà cúi lại cảm ơn Thầy hoặc trưởng bối. Nhưng sau khi cúi người xuống và đứng lên thì con phát hiện sự bất phục. Thậm chí là sự oán trách đó đã giảm xuống rất nhiều. Có thể khiến con người dần dần khôi phục tâm cung kính, tâm cảm ơn ạ. À. Điều cổ nói là lúc ban đầu. Nếu như cô cứ làm như thế Cả năm, một năm, hai, ba năm sau Thì sự oán giận trong tâm cô Sẽ không lưu lại một chút dấu vết nào Như vậy cả đời cô sẽ được hạnh phúc Năm đọc tham sân si mạng nghi Sân chính là oán giận như do điều gì? Mỗi lần thầy dạy dỗ bạn Qua đây nào Bạn dám không cúi đầu sao Dám không cảm ơn mà đi sao Nghiêm sư sẽ không đương tay với bạn Có lúc các em học sinh nhìn thấy mèo Phát hiện con mèo mẹ mỗi lần tìm được một chút thức ăn nó vốn đã rất ốm rồi nhìn rất là đói nhưng nó đã không ăn mà nhường thức ăn cho con của nó cho mèo nhỏ ăn trong quá trình quan sát của học sinh các em có thể cảm nhận được tâm yêu thương của cha mẹ phụ tử hữu thân các em đã cảm nhận được ạ à, lúc đó giáo viên chủ nhiệm các cô cần phải dạy bảo chúng sau đó chúng con nhìn thấy con mèo mẹ này đang liếm người của mình Trong lúc nó đang bận như vậy Con mèo nhỏ lại muốn rút vào lòng mẹ Muốn gần gũi mẹ Kết quả con mèo mẹ phát ra tiếng kêu gừ gừ Có vẻ như là la mắng Chúng con nhìn thấy con mèo nhỏ lập tức liền sợ mà tránh xa ra Nó biết là lúc đó mẹ của nó đang bận Không được tiến lại gần gũi nữa Người không rảnh chớ não phiền Phải bảo các học sinh là Ngay cả súc sanh còn biết điều này Lúc người khác đang bận mà đến quấy nhiễu sẽ khiến họ bực mình Con mèo mẹ mè là dạy như vậy Người không rảnh Chớ não phiền Người bất an không quấy nhiễu Đúng rồi Ngoài ra vừa rồi các cô còn nói là Con mèo mẹ mè mè mặc dù rất ốm Nhưng vẫn cho mèo con ăn Vì sao vậy phụ tử hữu thân không có điều kiện Vậy con ngay trong tình huống hiện tại Bạn xem ngay cả súc sanh cũng biết Nói rõ điều gì Phụ tử hữu thân không phải do thánh nhân phát minh Không phải do các ngài sáng tạo Mà là tự nhiên vốn sẵn có Nói cách khác Tất cả những gì Đệ tử quy nói thấy đều là Quy luật tự nhiên vốn sẵn có của nhân tánh Là quy luật của nhân tánh Nhìn thấy rồi thì tùy cơ mà dạy học Ngoài ra khi Chúng con cho mèo mẹ một ít thức ăn Thì phát hiện là Khi con cầm thức ăn đưa cho mèo mẹ Nó nhìn thấy thức ăn Lúc này có thể dạy cho học sinh biết thế nào gọi là thu nhiếp sáu căn Lỗ tai của con mèo mẹ dựng đứng lên Mắt nó nhìn chăm chú Móng tay chồ lấy Lúc đó con tin là đầu óc của nó Và tâm của nó đều nghĩ cách làm thế nào để lấy được thức ăn đó Lúc đó chúng ta có thể dạy cho học sinh là Trong lúc học bài, đọc sách Các con cũng phải thu nhiếp sáu căn như vậy Dùng ngón tay chỉ vào chữ Dò chữ đọc sách Nhưng con mèo mẹ này Xem nó làm thế nào lấy được thức ăn Thì khi các con đọc sách cũng phải như vậy Sáu căn đều phải thu nhiếp dập kinh điển Thì mới biết thế nào Thì mới no bụng được Động vật đều biết thu nhiếp sáu căn Chuyên tâm nhất trí Con người thì không biết cảm thấy thật xấu hổ Các cô hỏi dung điều này mà dạy học sinh Ngoài ra từ lúc mèo con còn nhỏ Rồi dần dần trưởng thành Không có người nào dạy nó Nó tự nhiên biết động tác dùng móng vuốt để bắt chuột Nó tự nhiên biết cách nhào về phía trước Luyện tập vô mồi và dạ phải à? Lúc này giáo viên sẽ hỏi học sinh là con mèo nhỏ này không có người dạy nó vì sao tự nhiên nó biết được cách bắt chuột như vậy vì sao biết được động tác này lúc này cần phải dạy cho các con là tự tánh của các con và tự tánh của con mèo này nó cũng có tự tánh của nó rất nhiều năng lực của nó là trong tự tánh vốn sẵn có đó là điều thứ nhất thứ hai khi mèo mẹ đang mang thai mèo con nó cũng được thực hiện thai giáo thai giáo có sự ảnh hưởng rất lớn đối với mèo con thai giáo rất quan trọng bạn xem con mèo mẹ này Mỗi ngày đi tìm thức ăn Đi bắt chuột Những động tác này Những ý niệm này của nó đều ảnh hưởng đến mèo con ở trong bụng Sau khi mèo con ra đời Thì nó cũng sẽ biết vô mồi Học ai vậy? Học mẹ của nó Mẹ nó dạy nó khi nào lúc mang thai chính là giáo dục Bạn xem sức mạnh đó lớn biết bao Đó là thật cho nên chúng ta phải biết là Sau khi con cái ra đời Rồi sự ảnh hưởng nhận được từ cha mẹ càng lớn hơn vì lúc này chúng nhìn thấy được chứ không chỉ cảm nhận được mà thôi bạn xem mèo con rất nhỏ nhưng nó biết ăn thịt con chuột vì sao bởi vì lúc mẹ nó mang thai đã ăn thịt chuột bạn xem chúng thể đều học mà biết đây gọi là gì mọi lúc mọi nơi không có lời nói hành vi nào chẳng phải là giáo dục bạn không cho rằng đây là giáo dục Nhưng con trẻ đều đang tiếp nhận Đều đang học Đây không phải là giáo dục thì là cái gì Vậy chúng tốt thì chúng sẽ tốt Vậy chúng hư thì chúng sẽ hư Vậy cái gì thì ra cái đó Vì vậy chúng ta không được xem thường việc Tùy cơ dạy học Nếu như bạn lơ là Thì chúng sẽ học những điều xấu Kỳ tiết mục này của chúng ta Kéo dài như thế cũng đều là hy vọng mọi người có thể đề cao cảnh giác Nếu như bạn không dạy trẻ cho tốt Thì bạn sẽ dạy chúng hư bạn không biết dạy thì chúng sẽ trở nên hồ đồ Chúng sẽ đi theo những thứ hư hỏng Cho nên làm người phải rõ lý Phải chú ý Thời thời khắc khắc không được nề hà khó nhọc Phải đem tâm thương yêu Tâm thân ái của cha mẹ đối với con cái tấm lòng yêu thương của thầy cô Đối với học sinh Sự yêu thương nhân dân của quan chức Phát quy đến mỗi lúc mọi nơi Tùy theo hết thảy mọi cơ hội Hết thảy mọi nơi chốn mà tiến hành giáo dục như vậy thì dân tộc của chúng ta mới có thể nhìn thấy Nhiều người tốt xuất hiện ở thế gian này Người còn thì nước còn Người mất thì nước mất Phải có người tốt mới được Có người tốt thì dân tộc sẽ được phục hưng Gia tộc hưng dượng Thiên hạ thái bình Cẩn dịch Bằng biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hành Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam mô A Di Đà Phật